Xin chào mọi người. Ác xin cảm ơn bạn Ngay Phan, bạn Thuyên Phan Đinh. Hai bạn hết hạn giúp hội viên YouTube mới đăng ký lại tháng này. Ủng hộ Ác. Cảm ơn bạn Ngay Phan với bạn Thuyên Phan Đinh rất nhiều. Cảm ơn hai bạn. Hôm nay buổi sáng hôm nay là Ác bận. Thành ra là tới 1 giờ chiều mới về nhà. Rồi dịch chiến thời đã rễ, dịch ca thủ chân tu. Cuối cùng là ca thủ chân tu vẫn chưa xong nữa. Bây giờ Ad tranh thủ thu rồi phát lên cho mọi người nghe. Rồi trong thời gian mà vừa phát á, thì Ad vừa dịch tiếp ca thủ chân tu phần còn lại. Thành ra khuya sẽ lên phần còn lại, không kịp dịch trên mệnh đế tiên. Thành ra hôm nay không có trên mệnh đế tiên nha. Chiến thần ở rễ Dương Thanh Tần Thanh Tâm chương 3356 đến chương 3360. Trên không trung của khách sạn Trung Châu đột nhiên là xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Đó là cái gì vậy chứ? Vừa rồi hình như ta nhìn thấy một thanh kiếm ánh sáng màu vàng kim cực lớn đột nhiên nổ tung phía trên không trung khách sạn Trung Châu, sau đó thì xuất hiện cái vòng xoáy kia. Vì sao ta lại có cảm giác linh khí trong không khí đột nhiên lại tăng vọt rất nhiều như vậy chứ? Trong lúc nhất thời, võ giả các phương tại Trung Châu đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng trên không trung khách sạn Trung Châu. Từng người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Giờ phút này, tại cửa lớn khách sạn Trung Châu, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Linh hồn ma thần mượn nhờ thân xác Dương Thanh một kiếm trảm diệt thần lôi cửu thiên, đồng thời vẫn còn đang công kích trên trời. Đây phải là loại cường giả tuyệt thế như thế nào mới có khả năng bộc phát ra một kích kinh khủng như vậy chứ? Thượng Vân Phong hai mắt nhìn chằm chằm cái vòng xoáy năng lượng xuất hiện trên bầu trời kia, từ sâu trong đôi mắt hắn tràn đầy chấn kinh, đồng thời cũng lộ ra một tia chờ mong. Hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, ngay tại bên trong cái vòng xoáy năng lượng kia, một cổ linh khí cực kỳ tinh thuần đang mãnh liệt tràn vào thế giới mới. Người khác có lẽ sẽ không rõ ràng, thế nhưng hắn cũng đã đoán được nguyên nhân cái vòng xoáy năng lượng kia xuất hiện. Cổ võ tam giới, bây giờ hạ giới cùng giới thế tục đã dung hợp làm một thể, trở thành cái thế giới mới hiện tại này. Mà vừa mới rồi, linh hồn ma thần mượn nhờ thân xác Dương Thanh một kiếm chém ra, trực tiếp đem kết giới giữa cổ võ trung giới cùng thế giới mới chém ra một khe nứt. Nói một cách khác, cái vòng xoáy năng lượng trên không trung khách sạn Trung Châu kia chính là nơi mà linh khí từ cổ võ trung giới tràn vào thế giới mới. Bởi vì lưu lượng quá lớn cho nên đã hình thành một vòng xoáy năng lượng kinh khủng. Ngắn ngủi trong vòng mấy giây, mỗi một người ở đây đều cảm nhận được nồng độ linh khí trong không khí đã tăng vọt lên gấp mấy lần. Ta vậy mà đột phá rồi. Lúc này, một võ giả vốn dĩ đã đắm chìm nhiều năm tại cảnh giới nhất phẩm thiên cảnh sơ kỳ, bỗng nhiên một vẻ mặt kích động hét lên. Thế nhưng là hắn đột phá chỉ là vừa mới bắt đầu, ngay sau đó lại có thêm mấy tên võ giả liên tục đột phá cảnh giới. Dương Thanh một tay cầm kiếm, hai con người đỏ như máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thượng Vân Phong, thanh âm tràn ngập sát ý vang lên. Trong vòng ba hơi thở, quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không chết. Thượng Vân Phong lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn xem Dương Thanh đang tràn ngập sát ý, trong lòng hắn vô cùng do dự cùng kiên kỵ. Mình đường đường là cường giả có cảnh giới tam phẩm thiên cảnh đỉnh phong tại cổ võ hạ giới, lại bị bức phải xuống xin lỗi, phải quỳ xuống xin lỗi một người trẻ tuổi, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là nghĩ đến hiện tại khống chế thân xác Dương Thanh cũng không phải là bản nhân của Dương Thanh, mà là linh hồn ma thần trong truyền thuyết đã từng là cường giả chí tôn đứng tại cảnh giới cửu phẩm thiên cảnh đỉnh phong. Sự khuất nhục trong nội tâm của hắn mới giảm bớt đi. Bịch. Tại bên trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Thượng Vân Phong hai đầu gối trùng điệp quỳ trên mặt đất, một vẻ mặt không cam lòng nói ra. Ma thần đại nhân, thật xin lỗi, ta không nên không để ý tới lời nói trước kia của ngài, xin ngài tha thứ cho ta một lần. Linh hồn ma thần thanh âm lạnh lùng như băng nói ra,
nếu còn có lần sau nữa, giết không tha, cút đi. Thượng Văn Phong liền vội vàng đứng lên, thật sâu nhìn Dương Thanh một chút, lập tức quay người rồi đi. Võ giả các giới đến từ Trung Châu, còn có võ giả cổ võ hạ giới đứng bốn phía, lúc này đều câm như hến, từng người đều mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn xem Dương Thanh. Bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại chiếm cứ thân thể Dương Thanh là linh hồn ma thần, ngay cả loại cường giả cấp bậc như Thượng Vân Phong vậy mà còn phải quỳ xuống nói lời xin lỗi. Nếu như bọn hắn dám đắc tội với Dương Thanh, sợ là sẽ phải bị đánh chết ngay lập tức. Dương Thanh không hề để ý tới đám người. Một giây sau đó, dưới chân đan khẽ động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Lúc đám người lấy lại tinh thần thì bóng dáng Dương Thanh đã không còn. Mạnh đội trưởng, ta đã gia nhập tổng đội võ giả, tối nay có thể theo người trở về tổng bộ đúng không? Mạnh đội trưởng à, về sau chúng ta có cơ hội được tứ trưởng lão chỉ điểm hay không? Nếu như có thể, đó sẽ là lúc nào chứ? Mạnh đội trưởng, ta là võ giả thế gia giới cổ võ, có thể gia nhập tổng đội võ giả hay không? Chẳng qua người yên tâm, ta chỉ là khách khanh của thế gia giới cổ võ, hiện tại liền rời khỏi thế gia giới cổ võ, về sau liền cùng thế gia giới cổ võ không còn bất cứ quan hệ nào. Trong lúc nhất thời, đám người nguyện ý gia nhập tổng đội võ giả càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Có thể nói, ngoài trường người của thế gia giới cổ võ, còn những võ giả cổ võ hạ giới khác đều muốn gia nhập tổng đội võ giả. Cho dù võ giả đã từng có quan hệ đi theo thế gia giới cổ võ, thì lúc này cũng tỏ thái độ muốn rời khỏi thế gia giới cổ võ, sau đó gia nhập tổng đội võ giả. Biểu hiện vừa mới rồi của Dương Thanh đã triệt để bọn hắn tin phục. Coi như vừa mới rồi, không phải thực lực là của Dương Thanh, chỉ là linh hồn ma thần mượn nhờ thân thể của anh bộc phát ra thực lực có thể nghiền ép Thượng Vân Phong, vẫn để trong lòng của mỗi một người ở đây đều nhiệt huyết sôi trào như cũ. Ngay cả Thượng Vân Phong, loài cường giả đỉnh cấp cổ võ hạ giới này đều bị ép quỳ xuống nói lời xin lỗi, thì về sau phóng tầm mắt khắp thế giới mới lại còn có ai dám trấn áp Dương Thanh nữa chứ? Đến lúc đó, linh hồn ma thần sẽ trực tiếp sử dụng thân thể Dương Thanh để ra tay. Thần cản giết thần, tiên cản giết tiên. Người có thế gia giới cổ võ nhìn thấy thế cũng nhào nhào kéo nhau rời đi. Sợ ở lại lâu hơn một chút thì ngay cả chính bọn hắn đều muốn rời khỏi thế gia giới cổ võ mà gia nhập tổng đội võ giả. Cùng lúc đó, một chỗ trong rừng rậm, Thượng Vân Phong sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mặt mũi đều là tràn đầy dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi đó ra. Dám để cho ta, Thượng Vân Phong, quỳ xuống, ngươi là người đầu tiên. Nghĩ tới nỗi khuất nhục vừa mới rồi, liền để hắn không cách nào áp chế được lửa giận trong lòng. Cảnh giới võ đạo, một khi tu luyện tới loại tình trạng như hắn, thì người đó còn không phải là tâm tính siêu cường hay sao? Thế nào lại tùy tiện bị chọc giận được chứ? Thế nhưng, Thượng Vân Phong vẫn vô cùng phẫn nộ. Mộ Dung Yên Nhi thì một vẻ mặt lo lắng nhìn xem Thượng Vân Phong nói ra: sư phó, ngài đừng suy nghĩ nhiều nữa, ma thần dù sao cũng đã từng là một tồn tại kinh khủng, đứng tại đỉnh phong cửu phẩm thiên cảnh. Không đợi nàng nói hết lời, Thượng Vân Phong liền một vẻ mặt âm trầm hướng về phía Mộ Dung Yên Nhi lạnh giọng nói ra: thế nào, nghe ý tứ của con, cũng bởi vì hắn đã từng là một võ giả tiền bối đứng tại đỉnh phong, ta liền nên quỳ xuống nói xin lỗi hắn đúng không? Mộ Dung Yên Nhi giật nảy mình, nàng vội vàng giải thích: sư phó, đệ tử không dám có ý nghĩ như vậy. Thượng Vân Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra: mặc kệ nguyên nhân là gì, đều không phải là lý do mỏ thể vũ nhục được ta. Một ngày nào đó, cái nhục ngày hôm nay, ta muốn để ngươi hoàn trả lại gấp bội. Hắn phẫn nộ là bởi vì một quyền này của chính mình mà đạo tâm bị hao tổn, nếu muốn đột phá, trừ phi có thể đánh vỡ tâm ma của chính mình. Mà hiện tại, tâm ma của hắn chính là mình bị ép quỳ gối dưới chân Dương Thanh, cho dù đó là do linh hồn ma thần bức bách. Trừ phi hắn có thể rửa sạch nỗi nhục nhã này, mới có cơ hội đột phá. Lúc này, Dương Thanh cũng không biết linh hồn ma thần mượn nhờ thân thể của anh áp bách Thượng Văn Phong, liền để Thượng Văn Phong sinh ra cừu hận đối với anh. Hiện tại, anh đang ngồi xếp bằng trên đỉnh một tòa núi cao, mượn nhờ tinh hoa của nhật nguyệt để tu luyện. Dương Thanh đột nhiên hỏi:
tiền bối, ngài vừa mới rồi, vì sao không trực tiếp động thủ giết chết Thượng Vân Phong chứ, mà là một kiếm chém lên trời như vậy? Thanh âm của Ma Thần vang lên. Nếu không phải cậu có nguy cơ bị bại lộ, mình tu luyện bí pháp tu tiên, ta thế nào lại mạo hiểm chấp nhận nguy cơ to lớn mà hiện thân như thế được chứ? Ngài nói như vậy là có ý gì? Diên Thanh hơi sửng sốt một chút. Ma Thần nói ra, cậu vừa mới rồi liền phải đột phá cảnh giới, mà cậu một khi đột phá cảnh giới, thực lực sẽ lập tức tăng vọt. Đến lúc đó, toàn bộ người có cổ võ hạ giới đều sẽ biết cậu tu luyện bí pháp tu tiên. Chuyện này sẽ mang đến tai họa cực lớn cho cậu. Ta thật sự có thể một kiếm giết chết Thượng Vân Phong. Thế nhưng, nếu như là ta giết hắn, lại như thế nào chứ? Nhưng ta mượn nhờ thân xác của cậu một kiếm trảm thiên, chính là một lần nữa giành mặt đám võ giả đỉnh tiêm của cổ võ hạ giới. Sau này, nếu như mấy tồn tại đứng tại đỉnh phong cổ võ hạ giới kia muốn ra tay với cậu, vậy sẽ phải cân nhắc lại một chút mình có đủ tư cách hay không. Sau khi nghe Ma Thần nói xong, Dương Thanh bây giờ mới hiểu được ý tốt của đối phương. Dương Thanh bỗng nhiên lại hỏi, tiền bối, mới vừa rồi, nơi bị ngài dùng thiên tử kiếm chém rách, tại sao lại xuất hiện một cái vòng xoáy năng lượng? Đây chẳng lẽ là kết giới của cổ võ trung giới cùng giới tiếp tục bị xé nứt rồi, đúng không?